Hôm nay mình chở mẹ già qua nhà em gái. Lâu quá rồi không qua thăm nhà nó mà thay đổi quá trời nhiều luôn. Còn cái dàn chanh dây, dây chanh, chanh dây. Lúc trước là chỗ này trống lỏng mà bây giờ sau nhà nó quá trời cây cối luôn. Để thăm vườn nha. Cái bầu cái bí gì đây không biết nữa. Cây chanh dây này, dây chanh này nó quá trái luôn. Mà nó sao to dữ vậy ta. Quá trời trái luôn. Bí bầu về quá trình nè. Rồi. Thanh long, thanh long có trái á nha. Hồi nhỏ nó hái qua trái. Đây một cái mấy cái gì. Quá trời mọc, hình như có một cái cây chanh dây mà nó quá trời trái luôn. Nguyên một dạng vậy đó. Đó là cây tắc. Hai ba cây rồi, hai ba cây rồi. Không cả một dàn nó ra tới ngoài đây luôn nè, quá trời. Cái jacuzzi không phải xài tới nữa, quá chừng một dàn dây, quá chừng hết á. Ủa ta ở đây bí bầu nữa, bầu bí bầu có con chó nhút nhát nè. Hey, thấy lạ quá, thấy ghét. Quen không có đến nhà đâu á, nó cho nó hơi mùi nhớ không, không có cắn nha. Good boy, boy hay cơ vậy. Chó này có con nhỏ cháu, bây giờ nó đi học rồi, học làm phụ tá bác sĩ. Bỏ nó ở nhà một mình nó may. Mặt nó nhìn sợ ha. Không biết làm sao mà mình nhầm lẫn, bữa nay là ngày Thanksgiving ở bên Canada. Mình coi kỹ lại thì là thứ hai đầu tiên của tháng 10 chứ không phải là mình cứ tưởng lầm, tại mình nhớ July 1st là độc lập của Canada, rồi cuối cùng nghĩ tới cái tôi tưởng là October 1st. Anyway, ăn mừng, mình chúc mừng Thanksgiving hơi sớm quá. Thôi mình xin chúc lại. Bây giờ thì đi ra ngoài chợ mua đồ xong rồi về chắc nghỉ ngơi quá. Làm biếng, không biết nó có chiều đến chiều đạp xe đạp không, nó làm sao thấy tự nhiên lười biếng quá trời, muốn đi ngủ quá. Anyway, ta ra chợ đây có gì mua rồi đem về. Chiều mấy giờ rồi, 5 giờ rồi, mình đi đạp xe đạp. Mấy cái cây, mấy cây mình trồng. Sao trời thấy nó nóng quá vậy. Phải siêng năng đạp xe đạp. Đến lúc trời lạnh mình không biết mình có siêng đạp như vậy không thì không biết. Những ngày nào mà mình thấy không có mệt mỏi thì mình sẽ đạp thôi. 5 giờ chiều trời còn rất là nắng. Đến cuối tháng này bắt đầu mới đổi giờ thì nó sụp tối. Ok, đóng cửa lại cái. Lấy cái nón mình để ngoài đường này. Đây. Khẩu trang. Ok, yeah.
Giờ mình chuẩn bị đi. Dạ, bữa nay đang thấy nó trời nó hầm hầm thật thật, lười biếng quá, không có muốn đạp xe nhưng mà phải đạp thôi, đạp đổ mồ hôi về tắm rửa rồi ăn ăn cơm tối. Tối nay mình mình điện bật điện lên. Tối nay mình luộc cái bắp rồi ăn với miếng cheese thôi nha. Mình đang cử ăn á. Sáng nay mình ăn cái gì có tinh bột rồi thì phải nha. Yeah. Ok, thôi giờ mình đi đây. Hoàn chỉnh lại cái kiến rồi đó. There you go. Let's go. Như bạn thấy trời vẫn còn đang rất là nắng, nắng nực quá, nhưng mà phải cố gắng. Chào mấy người lôi trước cái đã. Hello Turkey. À, chút tối về mình lấy cái mấy bánh mì khô ra mình để đó, mai mình đem cho nó ăn. Mình ra mình thảy đại ngoài đây chắc nó ăn đại không biết nữa. Mình đứng mình thảy nó thì mình cho nó ăn thì nó không dám ăn, nó sợ lắm. Lúc này trí óc mình quên đầu quên đuôi ha, nhiều lắm nha. Nó nổi ngày lễ của Canada mình quên mất tiêu, mình tưởng là 1 tây tháng 10 là lễ tạ ơn là ngày thứ hai đầu của tuần, đầu tháng thì phải, coi như là 11 tây 10 ngày nữa. Sáng mình đi chúc mừng lộn. Chạy ra công viên đi, công viên đi vòng vòng ngoài công viên cho nó thấy nó an toàn hơn, chạy ngoài đường thấy ớn quá. Con đường vắng này chứ lâu lâu cũng có chiếc xe chạy cái dù. Chớp nhoáng cái là hết tháng 9. Birthday xong. Oh my goodness. 2 năm nữa được lãnh chính lãnh tiền hưu. Hu hu. 2 năm nữa hết dịch về Việt Nam hưu ha. Mướn căn nhà. Mướn một phòng chứ. Nghe nói chỗ nào mà có cái phòng họ cho mướn gọi là ở quận 7 đó, mấy cái tòa cao ốc gì đó, nghe nói cho mướn cũng 500, 600, 700 gì một tháng, tùy căn, về ở chừng 2 tháng đó. Mà mình đi du lịch mình mướn vậy họ cũng lỗ ha. Ok, thôi mình đi ra công viên rồi nói chuyện tiếp. Ra tới công viên này, kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt. Này, quá mấy trời con quạ. Cả chục con quạ luôn. Gió quá không biết nói chuyện được không? Cũng mệt. À, ok. Kiếm chỗ ngồi. Kiếm
cái cỏ ngồi ăn miếng bánh ngọt giải lao. Công viên vắng lắm, không ai hết, không như công viên Sài Gòn ngày xưa mà bán bánh tráng trộn, bán thức ăn đồ ha. Ở đây rất là rộng, cỏ rất nhiều mà cũng không có ai á, chỉ có cuối tuần thì có thể người ta đi ra đây nhiều. Ở đây có nhiều cái cây để mình có bóng mát với mệt nha. Mặc dù chiều rồi vẫn mặt trời vẫn còn rất cao, khoảng 2 tiếng nữa mới lặn. Ngoài đó là freeway. Nên tắt cái bình điện, đạp ra. Đạp không. Đạp không điện. Đạp tới chừng nào mệt nha. Gear này cũng còn hơi nặng. Khác hẳn à. Có điện với không có điện đạp khác nhau quá trời. Đổ mồ hôi hột. Khu nhà, nhà ở đây yên tĩnh quá ha. Ngoài sân trước này gió mặt trời lặn méo, ngoài sau lưng cho nên ngoài trước mát. Ra đó thì cũng công viên. Xuống kia thấp thiệt thấp rồi đó mà cũng còn nặng. Cái này giống như là giao phở hay gì cho thức ăn, gọi là DoorDash. Làm cái nghề DoorDash là cái giao thức ăn, Việt Nam gọi là shipper đó. Shipper không có. Bật điện lên chạy thôi. Các hãng này có điện chạy nó nhanh. Toát mồ hôi hột. Nè, bên tay trái mình là cái công viên á. Chắc chạy vòng xuống dưới kia là mình đi về được rồi. Tới nè, luộc trái bắp lên microwave nó xong rồi ăn với miếng cheese rồi đi ngủ, tắm rửa đi ngủ. Con trai nó chút nó tối đủ nó đói bụng thì nó kêu mình sẽ chiên cho nó miếng steak với lại french fry. Bữa trước cái chân nó bị sao làm hại cái sợ. Bây giờ thấy nó ổn rồi chắc cũng hy vọng tốt luôn. Chừng 6 tháng sau mình chạy bộ nha, chạy marathon. Tour de France. Anyway, đạp chút nữa về. Rồi, đạp xong rồi. Cảnh đẹp quá ha. Trên cái núi có cái cây bonsai của mình. Thôi mình xin chào các bạn nha. Về ăn trái bắp xong ngủ. Đạp cũng thấy khỏe khoắn trong người ghê đấy nha. Sảng khoái. Thôi mình xin chào các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Yeah.